đó, nên nó là cảnh trời mê mịt vẽ lăng quăng 14 tháng 10 lẻ phức trăng. Tại sao 14 là cái ngày trăng lẻ phức trăng? Ý muốn nói là thì tiếng nổ là chúng ta thấy rằng đó là cái quy cổ là người xưa trở lại, diệt kim tức là hiện tại, bị diệt thì tức là những cái cảnh khổ mà thầy cho biết là trời đã sắp đặt ly kỳ rồi đó. Đến ngày tạo quá âm mi biết bao, quý vị thấy cái cảnh bây giờ đã hiện xảy ra. Nghe nói là sợ e đến diệt u ơi, bốn phương yêu nghiệt trở về Nam Bang, gây nên một cuộc chiến tràn máu lên ống cẳng á, làm than muôn đời, thay thi chồng chất ngất trời, đó là họa gửi cho đời hạ quân. Sự tu nó ít phước dân, không mong sống được gặp cơn thái bình. Lời khuyên nam nữ khá tinh, để hầu khuya sớm giữ gìn cho xong. Chừng nào nghe tiếng trời long tức là cái tiếng sấm nổ đó. Rồi kể cả cái gì mà thấy rằng đó là ngập, rồi là nhà thì sụp, rồi xe thì trôi, còn cái người thì bị chết đuối, rất nhiều quý vị mình thấy không? Cái cảnh trời đó mà thầy báo tin, tức là cái bài này mà Đức Thầy đã viết á, để cho tất cả chúng sanh thấy được và hiểu biết được cái cuộc đời của thế gian là một cái cuộc đời tạm giả. Đó, cuộc đời tạm giả để có cho chúng sanh thấy được và hiểu được, để rồi cố gắng lo tu hành mà trao sửa thân tâm cho chúng ta được tốt tươi, để sau này cùng gặp Phật, gặp Thầy ngày hội Long Quang. Kính thưa toàn cả quý vị, thì cái tiếng là thức sơn tiếng nổ, tức là quý vị chúng ta đã biết, Đức Thầy đã nói rồi, nói rất nhiều, mà tôi sẽ đọc văn lời của Đức Thầy quý vị chúng ta hiểu biết. Đức Thầy nói là chừng bảy núi lầu son lộ vẻ, thì người già quá trẻ dân ơi. Tức là cái tiếng nổ, có tiếng nổ rồi mới lộ vẻ được. Nếu không có tiếng nổ thì không lộ vẻ được. Tức là hiện nay đó, trong cái miền bảy núi đó, tức là quý vị mình biết rằng đó là Đức Thầy cho biết đó là một cái nơi sau này là cái hội Long Hoa. Cái hội Long Hoa mà Đức Phật Di Lặc sau này đó để thuyết pháp và độ cho chúng sinh. Nhờ kính thưa toàn cả quý vị, nên Đức Thầy là một vị Phật lâm phàm, ngài đã biết rõ hết cái máy quyền cơ của trong cái cõi ta bà này, không phải riêng gì đất nước Việt Nam mình, mà nói rõ là trong cái cõi ta bà này, mà trong cái cõi ta bà này đó, quý vị mình biết rằng đó là cái hàng tỷ thế giới. Còn chúng ta ở đất nước Việt Nam đây đó, nằm trong một cái thế giới mà trên dưới 200 mấy chục nước, thì chúng ta thấy rằng đó là một cái thế giới rất là nhỏ thôi. Mà Đức Thầy của chúng ta biết rằng đó là phải trở về đây nè, đó, để dạy, mà Thầy cho biết là dạy con cả nào đâu than cực, tiếng lầm Thầy phải nặng đôi vai. Nên Đức Thầy của chúng ta đó, là quý vị biết rằng đó là nhận được cái ba sắc lệnh cao cả, hai sắc lệnh của hai vị Phật tổ và một sắc lệnh của Đức Ngọc Đế. Ngài nói rõ hết cái máy thiên đình để cho chúng sanh biết, để lo tu mà thôi. Chứ Đức Thầy không có nói cho chúng sanh mà để sợ sệt gì, nhưng mà để cho biết cái cảnh khổ của chúng sanh vậy, rồi để lo tu và trở về một cái cảnh giới an lành sau này, để chúng sanh được hưởng một cái cảnh giới an lành là một cái đời thượng quân thánh đức, hoặc là được giảng sanh cực lạc. Đức Thầy của chúng ta là một vị cổ Phật, ngài đã từng hiểu là coi như là hiểu hết tất cả những cái việc muôn ngàn kiếp trước và muôn ngàn kiếp sau, về hiện tại và vị lai, thông thiên văn, đạt địa lý, trung quán dân sự, tức là coi như là Thầy của chúng ta đã hiểu, đã biết rành hết. Nên Đức Thầy tiết lộ cho chúng ta sẽ biết cái việc ngày đó nó sẽ đến với chúng sanh. Mà cái ngày đó đến với chúng sanh rồi thì chúng sanh không còn được chứ. Không còn được mà để gì? Để mà lo việc này việc nọ nữa.
mà đến giờ đó là chúng sanh phải chịu trả quả. Đó nên đức thầy của chúng ta có nói rõ hết quý vị. Đó, như vậy thì chúng tôi muốn nói lên hiện nay đức thầy đã nhận được cái sắc lệnh của Đức Ngọc Đế Ngài nó hết trong cái cõi trời này. Mà thầy nói là việc thiên cơ khùng tỏ hết trơn. Đức thầy tỏ hết trơn mà tại vì chúng ta không có hiểu, không coi, không học, không hiểu thì chúng ta chưa biết được ý nghĩa sâu xa của đức thầy. Đức thầy của chúng ta là một vị Phật lòng từ bi bác ái thương tất cả chúng sinh rồi. Nên đức thầy trở về đây nè, nói lên để chỉ dạy cho chúng ta biết. Thầy nói là Lý Thiên Đình đã hoạch định cuộc nguy cơ thảm họa sắp tràn lan. Đây ta không thể đem phép huệ linh mà cứu an tai họa chiến tranh tàn khốc do loài người tàn bạo gây nên. Nhưng mà thử nghĩ sanh trong dòng đất Việt Nam này, trải qua bao kiếp trong địa cầu lăn lộn mấy phen. Như vậy thì đức thầy của chúng ta đã đắc đạo, nơi nào thì đức thầy trở về nơi đó. Đức thầy nói là ai liễu đạo nó quốc độ nào thì trở về quốc độ đó mà trợ tế nhân dân. Như chúng ta được vinh hạnh rất lớn, có phước duyên rất nhiều nên mới được đức thầy của chúng ta trở về đất nước Việt Nam để dạy con cả nào đau thăng cực. Nên chúng ta được giáo lý của đức thầy mà được trường trai ăn chay giữ giới và đều làm lành thì đó là cái điều tốt đẹp cho sinh mạng của chúng ta. Thì đức thầy cho biết rằng đó, khi ngài từ cực lạc mà trở về đây đó rồi đó, quý vị biết là muôn ngàn, mười ngàn, tám muôn ức, coi như là tám muôn bốn ngàn dặm, mười ngàn. Nên vậy là từ cực lạc về đây biết là xa xôi, mà đức thầy của chúng ta trở về cái cõi ta bà, đức thầy nói hết. Nói hết để cho chúng sanh thấy đó. Cái thứ nhất á, đức thầy trở về đây, đức thầy nói là hỡi ơi trời đất mấy muôn trùng. Tuy là cái hành tinh của trong cõi ta bà này, cả hàng tỷ hành tinh rất rộng rãi, chúng sanh biết là bao nhiêu, không thể nào đếm lường được hết. Kể cả bốn loài, nõn sanh, thai sanh, thấp sanh và quả sanh. Muốn dụng kinh quyền đạt hiếu trung, nên đức thầy muốn đem cái giáo pháp của hai vị Phật tổ cho đức thầy chỉ dạy cho tròn trung tròn hiếu cái người để giác ngộ tu hành. Thầy mới than ôi rằng nó quá rộng quá sâu, nhưng mà cũng còn cái nhân viên mà Đức Bồ Tát Thanh Sĩ cho biết một đoạn này nè: thương Đức Phật vào trong tam giới, chịu nhọc nhằn để dạy nhân sanh, thương những người tuy đã siêu hình mà phải còn trở mình độ chúng. Bởi sắc lệnh Tây Phương mở rộng nên dù ai cũng phải lập công. Phật Thánh Tiên đã có hội đồng định phương hướng mỗi người mỗi chỗ, tùy duyên nghiệp, tùy theo trình độ mà để lo dạy dỗ người đời. Kẻ thật tâm chân chính không rời, người giả dối bảo tàng khó bấm. Như vậy thì cái lòng từ bi của đức thầy của chúng ta từ cực lạc đã trở về đây. Ngài nói hết, Ngài nói lên cái ý nghĩa là cái cõi ta bà này nó quá rộng rãi, chúng sanh quá nhiều, muốn đem cái chân lý của nhà Phật mà để dạy cho chúng sanh. Nên đức thầy của chúng ta trở về đây rồi, thời gian đức thầy của chúng ta vắng mặt đối gì. Nên đức thầy nói là cái ý thứ hai là cảnh trời mai mịt vẻ lăng quăng, tức là ngài muốn nói lên cái mái thiên cơ của trời đất. Chữ thiên là trời, chữ cơ là mái, tức là thầy biết hết, thầy nói hết cho chúng ta hiểu biết để chúng ta giác ngộ, để lo tu hành thôi. Cảnh trời mây mịt vẻ lăng quăng, 14 tháng 10 lại phước trăng, ngẫm diệt thiên cơ càng biến chuyển, xem chừng địa lý quá sung săn. Tơ lòng dương dấn đời thêm bận, tâm dạ ai hoài cuộc nhận văn, biết đó biết đây thời dẫn đến, đến ngày kết cục khó ăn năn. Tức là muốn nói lại những cái ý cái câu này: mây trời, cảnh trời mây mịt vẻ lăng quăng, tức là lăng quăng đó là nó không ngay ngắn, tức là coi như là cái ý muốn nói là cái hình thể không ra hình thể, không ngay ngắn. Nhưng ý muốn nói đó là cái mái trời nó đã thay đổi, nó không còn như thở xưa nữa đó. Nên nó là cảnh trời mê mịt vẻ lăng quăng, 14 tháng 10 lại phước trăng. Tại sao 14 là cái ngày trăng mà lại phước trăng? Ý muốn nói là đức thầy cho biết là gẫm diệt thiên cơ đã biến chuyển, thiên cơ đã biến chuyển rồi, để cho cái sự chúng ta thấy được cái mái trời đã
đã là gì? Một cái mái trời để xây chuyển, để cho chúng sanh thấy được những cảnh khổ, và do nơi nghiệp của chúng sanh mà tạo ra, để chúng sanh đền trả. Mà Đức Thầy còn cho thêm biết đó, biết thêm là một đoạn này: thiên cơ thế giới đà biến chuyển, từ rài trần hạ lợi danh trôi. Như vậy là từ rài trần hạ lợi danh trôi, Đức Thầy nói là biết rằng thiên cơ đã biến chuyển, sự khổ tới rồi, mà danh lợi của người thế gian không hiểu biết gì, cứ chạy theo danh lợi hoài, mạng theo danh lợi ốm o, sẵn của hét hò kẻ ở người ăn. Nên như vậy là cái chúng sanh thấy muốn tạo cho cái cuộc sống của mình sống ở thế gian này nó bền vững và lâu dài, nhưng mà đâu có được bền vững theo cái ý muốn của chúng ta đâu. Tại vì chúng sanh trở về đây cũng do nó cái nghiệp quả. Sanh nhất trí mà tử nhất quy, sanh tử nan trì ư nghiệp lực. Mình sanh về đây đó là do nó cái nghiệp lực sanh. Cái nghiệp lực nó sanh lên để chúng ta tạo tác. Có người sanh lên 10 ngày mất, có người 3 tuổi mất, có người 10 mấy tuổi mất, có người 7-80 tuổi mất, có người là 100 tuổi mất. Đó là do nơi duyên nghiệp của chúng sanh. Mà lời của thánh nhân cho biết là sanh nhất trí tử nhất quy đó, sanh tử năng kỳ ưu nghiệp lực. Xem chừng địa, muốn nói là xem chừng địa lý. Cái địa lý đó, cái địa lý tức là khắp cả trên mặt đất này, khắp cả trên mặt đất. Ý muốn nói là cái địa lý là khắp cả trên mặt đất. Quý vị là trải trên mặt đất này nó lớn rộng vô cùng, thênh thang lắm quý vị. Sung sân tức là lăng sân, mà các ngài đã biết là lăng sân giặc dậy, giặc dậy lăng sân, đánh nhau tầm bậy, tầm bậy đánh nhau, ở đâu đánh đó, giận nghèo thấy khó giận nghèo, người thác ba bèo người thác, đâu đâu tan nát đâu đâu. Ý muốn nói là Đức Thầy nói cái cảnh trời nó đã biến chuyển để cho chúng ta thấy. Khi biến chuyển xong hết các cuộc rồi, đó là cái cuối cùng quý vị biết là mới thất sân tiếng nổ đâu quý vị. Đức Thầy đã tiên tri đã nói hết trước cho chúng ta biết. Nên vì là lăng xăng là cảnh trời, cái cảnh trời đó là địa lý quá sung sân, tức là muốn nói là vô cùng khắp cả khổ chúng sanh diễn ra khắp cả gì, khắp cả cái hành tinh của chúng ta. Cái hành tinh của chúng ta nó là rất lớn, là mấy 200 mấy chục nước, nó diễn biến gì. Thầy muốn nói là cái sự biến chuyển thiên cơ rất gấp đó, tức là cái biến chuyển mà Đức Thầy đã nói cho chúng ta biết. Cái ý thứ ba đó mà Đức Thầy nói là trời giống gió sái mùa sái tiết, muốn nói là cái cõi trời thứ ba đó là cái cõi trời Thầy cho biết là giông gió sái mùa sái tiết. Hồi thời xưa đó thì trời giông gió nó khác hơn bây giờ, cũng giông vậy, cũng gió vậy, cũng mưa vậy, mà nó đúng theo thời tiết. Còn bây giờ đó là nó không còn đúng thời tiết. Bây giờ đến ngày Tết cũng mưa nè, rồi tháng nào mưa, tháng 2 cũng mưa, mà tháng 3 cũng mưa, mà từ dài đến dài, quý vị, gần suốt cả năm đều mưa, có nắng hết. Mà nó khác hẳn với hồi xưa. Hồi xưa thì đúng theo thời tiết, mà bây giờ không đúng theo thời tiết. Còn cái cách mưa đó, quý vị mình thấy rằng nó khác hẳn với xưa. Mưa hồi xưa, mưa chỉ một buổi là dài, là nhiều lắm rồi. Mưa dầm thì cho mưa đến tháng 8, tháng 9 là mưa dầm. Nhưng mà không có cái sự khổ sở của chúng sanh. Mà bây giờ mưa ra, quý vị biết mỗi lần á, quý vị biết là trời giông gió là nó khác hẳn hơn xưa. Giông gió tức là gió xé á, nhà mà chúng ta không kiềm chắc rồi đó hen, là quý vị nó bay nóc luôn, rồi nó sập nhà biết là bao nhiêu. Quý vị mình thấy là xảy ra mấy năm nay rồi, rồi hiện năm nay nó xảy ra rất lớn. Quý vị mà thấy là giông gió sái mùa sái tiết rồi làm cho chúng sanh đau khổ, sập nhà sập cửa hen, rồi cái là mưa gió nó, quý vị mình thấy là mưa mà nước tràn lên, cũng như ở đâu ở thế giới. Quý vị mình nói rõ là chỉ cho cái ý ở Trung Quốc thôi, còn các nước khác rất nhiều chứ không phải không có đâu.
Đó rồi bây giờ quý vị mà thấy mưa đó, rồi nước dâng lên, rồi kể cả quý vị mà thấy rằng đó là ngập, rồi là nhà thì sụp, rồi xe thì trôi, còn cái người thì bị chết đuối, rất nhiều quý vị mình thấy không? Cái cảnh trời đó mà thầy báo tin cho chúng ta biết là trời giông gió sấm mùa sa thiết rồi, nó không còn như thời xưa nữa. Thời xưa nó đâu có chuyện gì xảy ra đâu, quý vị mình thấy mưa rất bình thường. Mưa chừng nào con người nó được mát mẻ, mà bây giờ mưa nó khác hơn hồi xưa rất nhiều. Rồi nơi này mưa, rồi nơi kia nắng, sấm mùa sa thiết rồi. Nơi cái cảnh giới của nước này á, thì lũ lụt, còn nước kia thì hạn hán, cháy rừng. Đó quý vị mình thấy nó khác hẳn hết trơn rồi. Có nhiều cuộc đất cồn chìm sụp, cái lâm hồn đổ trúc đổ tan, cũng như vừa qua trong tháng 6 quý vị mình, đất nước Việt Nam của chúng ta ở ngoài miền Bắc đó quý vị thấy không? Tại sao mà mưa riết rồi cuối cùng là phải núi nó sạt ra. Núi sạt ra gọi là nhà cửa nó bị hư hại, mọi người bị chết. Đó các ngài nói trước cho mình thấy có chưa? Những cái việc biến chuyển đó Đức Thầy nói cho chúng ta biết trước để có sự cảnh giác và sự giác ngộ để tu hành. Đó, như vậy là kế lâm hồn đổ trúc đổ tan, lửa từ dưới biển cháy lan, lại thêm lửa núi khổ nàng nà yên. Quý vị mình thấy lửa núi vừa qua ở đâu? Ở Mỹ đó quý vị thấy không? Cái tiểu bang gì đó mà bây giờ quý vị mình thấy là nắng hạn rồi cháy nhà, quý vị mình thấy không? Lửa cháy rồi cháy nhà, cháy cửa, làm cho chúng sinh khổ. Nơi này thì lục, nơi kia thì nắng hạn, rồi nơi nọ thì đất sụp. Quý vị mà thấy là thầy tiên tri cho chúng ta biết là cảnh là trời giống gió sá mùa sá tiết rồi. Nắng cùng mưa cũng khác xưa rồi, nắng với mưa nó cũng khác xưa rồi, nó đâu có phải được như hồi xưa đâu. Nắng bây giờ mà quý vị đến cái mức nắng đó là bao nhiêu độ, 40 mấy độ, có chỗ 50 độ. Quý vị mình thấy là cái nắng là chúng sanh quá bức bội, không chịu nổi, là cái cảnh khổ của chúng sanh đó, mọi mặt kề một bên rồi. Đó là cái báo ứng, đó là cái sự báo ứng cho chúng sanh biết rằng cái cuộc đời hạ quân sắp thay đổi, sẽ chuyển thành cái đời thượng quân thánh đức sau này. Nên Đức Thầy của chúng ta phải có một cái dội giả vì lòng từ bi mà thương chúng sanh, mà phải trở về cái cõi ta bà này nói hết để cho chúng ta biết. Để chúng ta làm gì? Để chúng ta thức tỉnh mà lo tu hành. Cái cảnh trời thứ tư đó, nó là trời thu ảm đạm ai bi. Chứ ảm đạm trời thu là trời thu tức là buồn bã, cảnh trời đó nó lạnh lẽo buồn bã. Trời thu ảm đạm ai bi, thẳng tay dương vấn, cũng vì trời riêng. Như vậy là trời riêng tức là chúng ta không có tin tưởng. Trời riêng tức là một cái định lực nhân quả của chúng sinh. Nó tại vì chúng sinh đó không có vâng lời Đức Phật. Đức Phật, trời Phật đã chỉ dạy cho chúng ta để chúng ta giác ngộ tu hành. Nó bởi vì mình sống riêng cái cảnh của mình không? Sống riêng cái cảnh của mình á, rồi mình mới thấy khổ sở. Không lo làm lành, Đức Thầy dạy phải làm lành, mà ta làm giữ bảo thành là sao? Những điều tươi đẹp quý cao lại là nỡ bỏ, chẳng trao về mình. Cứ đeo theo việc hôi tanh, bị người nhòm nhụa mà mình chẳng ê. Phật là giác chúng sanh mê, trừ mê mới được trở về Tây Phương. Như vậy thì Đức Thầy dạy phải làm lành. Nếu ta làm được việc lành, phương trời Thầy cũng lòng lành và ưng. Bằng ta tạo việc bất nhân, hẳn Thầy ắt phải buồn bâng tấm lòng. Biết bao nhiêu sự cái đồng, người đời đổ hết cho lòng Thầy mang. Tuy là phải lắm gian nan, cũng tin được biết đá vàng thấp cao. Bây giờ đồng đạo sửa trao, lời y lẽ chánh ngày sau sống còn. Tức là ý muốn nói đó là cái luật định của trời, của cái luật nhân quả, để cái người mà không tin tưởng Phật trời. Như vậy thì nói là trời thu ảm đạm ai bi, nạn tai dưng dấn, bởi vì trời riêng chúng ta. Trời riêng tức là chúng ta không có tin tưởng lời của Đức Phật chỉ dạy, nên chúng ta sống riêng một mình, làm cho chúng ta phải đau khổ. Ở nhà mà có cha mẹ, mà cha mẹ dạy mà mình không nghe đó, thì là một người con bất hiếu, phải không? Còn mình ở trong trời mà không nghe được lời trời Phật chỉ dạy và để chúng ta làm y theo, thì tất nhiên chúng ta phải có tội. Mà Đức Thầy cho biết là chúng sanh đắc tội với Thiên Hoàng, đạo lý chẳng dình ở dọc ngang, nên mới xảy ra
nhiều thảm họa, làm cho Lê Thứ chịu lòng than. Tức là tại vì mình không nghe, bởi vì Đức Thầy cho biết là chúng sanh đắc tội với thiên hoàng, tại vì Đức Thầy, Đức Phật đã thương chúng ta hết sức rồi quý vị ơi. Đức Thầy nói sao? Thầy nói là Thầy về tâu lại Phật đàn, cuối sinh nhỏ phước sớm làng bình yên, giống nồi thiệt cốt rồng tiên, mà nay lạc mất gương hiền nữa đâu. Muốn xem bốn chữ Long Châu, bền gan sắt đá tổng sòng nâu tu trì. Tu hành mà mãi năng nghi, sợ ta gạt gẫm cũng kỳ chỗ dân. Thầy đâu có gạt gẫm đâu. Đức Thầy chỉ dạy là đây, Thầy có hưởng được cái gì không quý vị? Thầy nói là đến với ta chớ đem đồ cúng, chỉ đem theo hai chữ thành lòng, chẳng có cần trà quả hương nồng, miễn sanh chúng từ lòng hối ngộ. Đó là cái ý trời thứ tư mà Đức Thầy nhắc lại cho chúng sanh biết cái vấn đề đó. Cái ý cái trời thứ năm, Đức Thầy nói sao? Thầy nói là trời Tây chúng nó hùng hào, đem lòng gây gỗ máu đào mới tu. Như là trời Tây chúng nó hùng hào, tức là hùng hào là gì? Là mạnh mẽ, hùng hào là hô hào, hùng hào là cái ý muốn nói là cái người ỷ vào vật chất, mà ngài Bồ Tát nói một đoạn này, ngài nói là ỷ vào kim thời gian vật, giỏi quên đi tiên Phật chẳng cần, tưởng rằng theo cái tiền trần hưởng đầy lạc thú khỏe thân lắm rồi, đâu còn biết luân hồi là khổ. À, vì linh hồn ẩn chỗ sát thân, chừng ni tan rã quyển trần, linh quan kia phải muôn phần độ xa. Tức là ý muốn nói là trời Tây chúng nó hùng hào, tức là hùng hào là mạnh mẽ, hô hào, tự ta cho ta là hay là giỏi. Nên ngài Bồ Tát nó cho biết nè, một đoạn này ngài nói là bây giờ thế giới nghênh ngang, dựa vào vật chất mà toan phế trời, chừng ni tai nạn đến nơi mới là kiệt sức thì lời giải gian, chừng ni thì rất muộn màng, Phật trời đâu cứu bộ tặng với ai. Tức là coi chúng ta quá mạnh nên làm cho chúng sanh phải đau khổ. Quý vị mình thấy hiện nay đó là cái cảnh nào, cái cảnh trời Tây nó làm gì cho cái trời Âu, làm cho cái cảnh là phải đau khổ vô cùng, quý vị mình thấy không? Nên đó là Đức Thầy tiên tri cho chúng ta biết từ cái cảnh trời mà ở nơi nào và nơi nào, để cho chúng ta nhận định rõ. Và cái ý thứ năm đó, Đức Thầy nói là cuộc lung tung rối rắm trời Âu. Cuộc lung tung rối rắm trời Âu, cuộc lung tung tức là chị lung tung là gì? Lung tung là khổ sở vô khắp cả trên mặt đất. Cuộc lung tung tức là ý muốn nói là bừa bãi, là coi như là nơi này là nơi nọ, là cái cảnh khổ của chúng sanh khắp cả trên mặt đất này. Cuộc lung tung là diệt khổ của chúng sanh, từ nơi này và nơi nọ và nơi kia, tất cả đều trên mặt đất này đều là khổ, là mọi mặt lung tung, mọi mặt không phải là một mặt. Lớp nào là gì? Lớp nào là về kinh tế, lớp nào về là kinh tế vật chất, còn lớp nào về hơn thua, và lớp nào là thiên tai địa ách, và lớp nào là bệnh đau, lung tung mọi mặt, mọi mặt đều đau khổ cho chúng sanh trong cái đời mạt pháp này. Nên các ngài cho biết một đoạn này nói sao? Nói là đời cặn bã thảm sầu lắm chuyện, kiếp điêu tàn biến chuyển nhiều điều, đời càng giác ngộ bấy nhiêu, càng đau số cảnh bọt vào thế gian. Như vậy là cảnh lung tung đó, là đời cặn bã thảm sầu lắm chuyện. Lắm chuyện là nhiều chuyện, không thể nào chúng ta kể hết. Cái cuộc thế gian này nó khổ gì đó, rối rắm trời Âu rồi. Với trời Âu là bây giờ quý vị mà thấy không, bây giờ đã chiến tranh giặc giả rồi, là lớp bệnh đó, rồi lớp gì, lớp đói nghèo ha, mọi mặt trên thế gian này, cái người dân chịu đau khổ. Mà cõi này là một cái cõi chúng sanh trả quả, đến giờ trả quả ầm mày biết bao rồi. Mà chúng sanh nào có biết đâu, đâu có hiểu được đâu, tưởng đâu là cái việc nó qua rồi. Rối rắm trời Âu, rối rắm tức là không rỡ ra được, tức là coi như là cái việc nó đã đến rồi, không có ai rỡ được hết trơn. Nó đã là đến đến luôn, ngài đến đi đâu kéo ngược đâu, nó sẽ đến với chúng sanh, là sự đau khổ của chúng sanh nó kéo dài, không ai mà rỡ ra được cái việc rối rắm này.
cái chữ rối rắm là không có rỡ ra được, không ngưng được, nó sẽ đi đến hoài và mãi mãi làm cho chúng sanh đau khổ. Hiện nay quý vị đã thấy rồi, rối rắm trời Âu rồi, nên còn ngại bước đường chở gót, tức là nên Đức Thầy muốn chở gót mà chở gót chưa có chở được. Tại vì cảnh khổ chúng sanh mà Thầy trở về đây đau thương, thấy đau thương quá, và Thầy không có thể nào Thầy trở về được. Mà Thầy đã nói trước cho chúng ta biết được giác ngộ trên chân lý mà để lo tu hành, để Đức Thầy mai sau Đức Thầy trở về rước chúng ta nơi về nơi là thượng quân, cái cõi tiên sau này, hoặc là họ dự họ Long Hoa, hoặc là được đưa về cực lạc. Mà nếu chúng ta không có nghe lời Thầy để khổ cái cảnh mà Thầy đã tiên tri cho chúng ta biết từ cái cảnh khổ như chúng đó. Tôi để trình bày qua những cái cảnh trời mà Đức Thầy đã tiên tri cho chúng ta hiểu biết được, và đọc nguyên văn của Đức Thầy chỉ dạy lại cho tất cả chúng sanh để hiểu biết. Cảnh trời thứ sáu đó, Thầy nói là cả trời Nam Lứ Bủa Thiên La, chữ Thánh Hiền mới được nôm na, ta thọ chí hô hào trung nghĩa. Tức là cảnh trời Nam Lứ Bủa Thiên La, tức là cái cảnh này là một cái cảnh của cái hội Long Hoa. Mà cái cảnh này đó, mà Đức Thầy cho biết một đoạn sau, Đức Thầy nói gì nè? Đức Thầy nói là phương Nam rạng ngọc chói lò, lưu ly hộ phách mấy tòa đài cung, dành cho kẻ lòng chung tránh trực, quân cùng thần náo nức vui tươi, liên hoa đua nở nụ cười, rước tôi lương đóng chào người chân tu. Tức là cái cảnh trời Nam Lứ Bủa Thiên La, như trời đất đã bao phủ và che chở những người hiền ở cái phương Nam của chúng ta. Nói rõ là cái phương Nam, nói chung là cái đất nước Việt Nam của chúng ta, là có một nơi cái Thánh Chúa ra đời, là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là cái hội Long Hoa là sau này. Mà nên Đức Thầy cho biết rằng đó là cảnh trời Nam Lứ Bủa Thiên La, chữ Thánh Hiền mới được nôm na, ta thọ chí hô hào trung nghĩa. Giống hiền xưa bây giờ mới tỉa, dốc chờ ngày bông trổ thơm tho, tuy ngày nay chưa được ấm no, sao lại được giữa nôi non nhược thủy. Cảnh xung quầy mây lành bay tủa khắp cả trời Nam Lứ Bủa Thiên La, như gì lễ ý muốn nói đó là cái miền Nam của chúng ta là con cả, mà Đức Thầy nói là dạy con cả nào đâu than cực, tiếng lầm thầy phải nặng đôi vai. Như vậy thì Đức Thầy muốn nói là gom tất cả những người hiền về cái hội Long Hoa sau này. Cái ý tiếp tục đó là trời Nam sốt ruột chờ con đỏ, tức là trời Nam là cái cảnh phương Nam mình nè, là sốt ruột là Đức Phật á, trời Phật là chúng ta đang chờ một cái người con hiền để trở về một cái Thánh Chúa, để trở lại một cái đời thượng quân và ở cái hội Long Hoa, và chúng ta được về cực lạc. Nên á, là một cái cảnh hiền lành mà Đức Thầy nói là cái cảnh này đó là cái cảnh trời Nam. Mà chúng ta sanh được sống trong cái cảnh trời Nam này là chúng ta có duyên với Đức Phật rất nhiều tiền kiếp rồi. Nên Đức Thầy nhắc nhở cho chúng ta biết là duyên lành rõ được khùng điên, chẳng qua kiếp trước mà thiện duyên hữu phần. Chúng ta có duyên ở đất nước Việt Nam, ở miền Nam, mà chúng ta không tu đó thì chúng ta sau này rất khổ. Nên Ngài Thanh Sĩ có một đoạn như vậy nè. Ngài nói là ngày kia bước đến Nam Thành để chầu Minh Đế tội tâm ước nguyện, đã là con cháu rồng tiên, trước sau phải gỡ xích xiềng cho xong. Kẻ nào có nghĩa có công thì là được sống non sông được gần, người nào đại đức đại ân về nơi cực lạc hưởng phần vĩnh miên. Như ai bác ái lành duyên sẽ theo về ở cõi tiên thanh nhàn, đổi đời đất có quá vàng, đá kia quá ngọc muôn ngàn xinh tươi, tuy nay mình thịt xác người, ngày sau đổi lại như đời thần tiên. Ráng tu các ngài phiên là ráng tu hợp với chư duyên, đời này đã cận rồi, còn phiền việc nào, nếu không hôm sớm chùi lao khi thầy trở lại dòm nhau khó nhìn. Nếu tâm kia được hiền lành, dầu nơi góc biển đầu rành cũng thông, sợ e diệt ác đầy lòng, chúng ta không lo làm lành mà làm ác đó, ngồi bên chân Phật cũng không sống đời. Phật là công chánh tuyệt vời, chẳng như kẻ thế chịu lời bỡ bưng. Như vậy thì chúng ta biết rằng cái cảnh trời Nam
Đức Thầy đã gom những cái người hiền trở về đây, về cái hội Long Hoa đây. Quý vị mình thấy cái cảnh miền Nam Việt Nam của chúng ta thấy không? Những cái sự đau khổ của toàn cả mà nãy giờ đã, Thầy đã nói hết rồi. Nói những cái cảnh trời, nhưng mà cảnh trời Nam là một cái cảnh này, đó là cảnh sum dày mây lành bãi tổ. Cảnh sum dày mây lành bãi tổ, cả trời Nam lứa bổ thiên la. Chữ thánh hiền mới được nôm na ta thọ chí hô hợp trung nghĩa. Như vậy là Đức Thầy gom những người hiền trở về đây. Mà chúng ta có nhân duyên sâu với Phật rồi, nếu mà chúng ta không tu cái này rất rất khổ lắm quý vị. Trời đến chừng đó mới trời ơi đất hỡi mà mang khổ hình gì bởi chẳng tu. Ham vui, quyền quý, dễ ngu, chữ sang danh vọng như mù đi đêm. Đó, nên chúng ta thấy rằng đó là cái cảnh trời Nam này Đức Thầy tiên tri cho chúng ta biết là cái sau này là một cái hội Long Hoa mà Phật đã khai mở và để lập cái hội mà thuyết pháp cho tất cả chúng sanh để được gì? Để được giác ngộ và thanh tịnh, rồi từ đó mới được đắc đạo. Kính thưa quý vị, nên Ngài Bồ Tát Thanh Sĩ cho biết nè, ngày kia bảy bữa âm u, ơn nhờ tiên Phật dân du cứu mình. Rừng xanh hội yến linh đình, rừng xanh tức là đâu? Là ở bảy núi tức là rừng xanh. Hội yến linh đình vui chi hơn được giữa mình hầm lan, ti loài thú ở rừng quang, ngày sau còn được một đàn hiền lương. Ý muốn nói là thú vật mà biết tu hành náo nức, còn người sau chẳng dứt rứt không chân, tức là thú vật mà còn nhân duyên mà tu hành được, mà chúng ta làm người không tu rất dở lắm cái gì đó. Là thay thú vật chọn đường, người không lựa nẻo thảm thương muôn nghìn. Ai ơi hãy ráng sửa mình, đừng nên bỏ dở khổ sở khổ sinh dạng đời. Tức là chúng ta bỏ dở thì khổ sinh dạng đời. Hồng quang Đức Phật chói ngời, ba trường thuyết pháp độ người ngạn môn. Sau này là cái hội Long Hoa tại nơi đây nè quý vị. Nhưng đồng đạo mới hỏi câu này, hội đồng đạo là thất sơn tiếng nổ quy cổ dị kim. Như vậy là cũ y nhiên tình riêng tham báo, đổ má tuôn rơi cùng mới nói chơi chứ ban hồng phục. Như vậy là chúng ta thấy rằng đó là cái ý của đồng đạo hỏi như vậy, thì chúng tôi mới trình bày những cái cảnh khổ mà Đức Thầy đã cho chúng sanh biết, những cái cảnh trời đã có sự sắp xếp của trời Phật rồi, lý thiên đình đã hoạch định cuộc quy cơ rồi. Như vậy thì cảnh trời thứ thứ 8 đó là trời đã sắp đặt ly kỳ, đến ngày trả quả âm mị biết bao. Trời đã sắp đặt ly kỳ rồi, đến ngày trả quả âm mị biết bao, thỏ cho kẻ khát khao đạo đức, dân thánh tài thơm rực non sông. Ly kỳ tức là lạ lùng, những sự đau khổ của chúng sanh rất nhiều lắm, chúng ta không thể nào kể hết được quý vị. Lớp nào là chiến tranh giặc giả nè, Thầy đã nói là đến chừng đó bốn phương có giặc, khắp hoàn cầu thiết thiết tha tha, dậy sớm ma kiếm chữ ma ha, thì Phật cứu khỏi nơi khói lửa. Hoặc là ác thú dậy đầy, lớp bay lớp chạy sau này đã đoan, ai mà ăn ở nghênh ngang đón đường nó bắt xé tan xác hồn. Chữ rằng quả phước vô môn, đáo đầu cũng phải xác hồn tiêu tan. Phi ngựa phước dạo sang, mau mau làm phước làm dân cho rồi, để sao khó đứng không ngồi, thương nhà tiếc của biết đời nào nguôi. Như vậy là cái cảnh khổ sau này là trời đã sắp đặt lý kỳ. Gắn to tên gọi mãn xà, trên rừng nó xuống nó xa tha dương trần, ai mà tu tỉnh chuyên cần làm đường ngay thẳng có thần độ cho. Đó, như vậy chúng ta thấy là cái cảnh như vậy mà sau này mà khi thất sơn tiếng nổ rồi đó quý vị, mà thấy cái cảnh khổ vô cùng, trời đã sắp đặt lý kỳ rồi, rõ ràng cho chúng ta thấy và hiểu biết hết đó. Để như bây giờ quý vị xem lại hết coi những mà Đức Thầy đã nói nè, cái cảnh trời thứ nhất đó, để nhắc lại cho quý vị sẽ thấy là Thầy nói sao. Thầy nói hỡi ơi trời đất mái muôn trùng, muốn nói là trời đất nó rất là rộng rãi, muốn dụng kinh quyền đặt hiếu tôn chung. Cảnh trời thứ hai là cảnh trời mây mịt vẽ lăng quăng, 14 tháng 10 lại phước trăng, ngẫm diệt thiên cơ cà đàn đà biến chuyển. Tức là Thầy muốn nói nhắc lại cái cuộc thế trong trời đất, cái thiên cơ đã biến chuyển rồi, không còn bình thường nữa, nhưng mà thay đổi cái cảnh trời, thay đổi cái cảnh thế gian này, chỗ này về chỗ kia khác, chỗ này về chỗ kia khác là tất cả rồi. Hoặc là Đức Thầy qua cảnh trời thứ ba, Thầy nói là trời giống gió xé mùa xé tuyết. Cảnh thứ tư á, Đức Thầy nói sao? Đức Thầy nói là trời thu ảm đạm ai bi, nạn tai dương vấn bởi vì trời riêng. Đó, cái trời á, thứ năm đó Đức Thầy nói cho biết là gì là
trời Tây chúng nó hùng hào, đem lòng gây gỗ máu đào mới tu. Hoặc là cuộc lung tung rối rắm trời Âu, đó cái trời đó là quý vị thấy đang thầy phân tích từ cho biết hết. Rồi cả trời Nam lứa bổ thiên la, rồi là thầy nói là trời Nam sốt cuộc trời con đỏ. Rồi đến nó là cái câu gì? Câu nó là trời đà sắp đặt ly kỳ, đến ngày trời qua âm mị biết bao, thỏ cho kẻ khát khao đạo đức, dân thánh tài thâm rực non sông. Như gì là ý muốn nói đó là Đức Thầy đã nói hết những cái cảnh khổ rồi đến cái cảnh an vui cho chúng ta thấy được. Rồi là cuối cùng thầy cho chúng ta biết là thầy là Phật, mà thầy nói là cầu trời cho chúng qua chuông thế gian yên lặng mới hát tuồng khải ca. Nếu mà thế gian yên lặng được rồi đó thì cái hát tuồng khải ca tức là Thánh Chúa ra đời. Mà Thánh Chúa ra đời đó, thì có tiếng nổ. Bởi vì quý vị hỏi câu hỏi này, hỏi là sao? Hỏi là thất sơn tiếng nổ mới quy cổ dự kim. Thất sơn tiếng nổ tức là ở thất sơn có dùng bảy núi. Mà tại sao là tiếng nổ? Ý muốn nói là cái quả, cái châu báu của chúng ta đó, là hiện nay Đức Thầy cho biết là ở đâu giữ lại cái miền bảy núi thất sơn. Mà Thầy có nói một đoạn này, Thầy nói rừng lâm cái đá thấy ngày nay mà ruột năm non có các đài, chờ đợi con hiền nói tục cổ, đến thời thượng cổ điệu qua mái. Như vậy là khi có tiếng nổ tức là dỡ cái nắp của núi cấm lên. Mà quý vị hiện nay đã thấy rồi đó, hiện nay là cái sự biến đổi đó, những cái câu mà nãy giờ thầy đã nói hết, tôi đã trình bày cho quý vị thấy đó. Đó là cái ý sao? Đó là để cho chúng sanh thấy được cái cuộc đời nó sắp kề một bên, sát một bên rồi. Như vậy là để cho chúng ta thấy hiện nay đó, quý vị mà vừa qua năm nay đó, quý vị mới thấy đó, vừa cái cảnh bảy núi đó, hiện nay chúng ta đã có thấy rồi đó. Có thấy là sao? Hiện nay mưa rất to, nước lại quý vị biết là chưa từng có nước mà ở trên mưa xuống là biết là bao nhiêu nước rồi, nước là rất nhiều. Quý vị thấy chảy một cái đó, quý vị thấy rất là kinh hoàng. Cái thứ hai nữa là đất nó chài, mà bây giờ quý vị mà thấy là cái nghe nói đâu là bây giờ quý vị có thực tế rồi đó, không còn nói nghe nói nữa mà chúng ta thấy thực tế là núi cấm nó hiện nay chúng ta thấy là ở dầu chư thần nó đã sạc rồi đó, có sạc rồi đó. Quý vị mà thấy là cái đó là cái sự báo động cho tất cả chúng sanh thấy được là cuộc đời nó sẽ đến với chúng sanh đó. Để là sao? Để cho chúng sanh thấy được, để chúng sanh không thấy, bây giờ chưa thấy nó thờ không tin, nhưng mà thấy rồi lúc đó tin thì chúng ta thấy nó ân hận rồi, nó có rồi đó. Nhưng mà khi mà đến mà thất sơn tiến độ một cái đó thì quý vị biết là dở nắp ra, quý vị mà thấy đó. Nên Đức Phật Thầy mới sai ông Đức Cố Quảng cấm bốn ông thẻ, không cho tín đồ nằm trong cái bốn thẻ. Quý vị biết bốn ông thẻ đó là cách rất là xa không? Xa giờ dợi luôn. Mà sau này mà nổ ra rồi có cái cờ phướng, mà cái cờ phướng mà quý vị biết là cái đuôi cờ phướng mà nó trùm bốn ông thẻ, mà tính ra chúng tôi đi tính ra đó là trên dưới 300 cây số, đi vòng qua trên dưới 300 cây số, gì mà thấy cỡ nào đó là nó xa giờ dở gì. Nhưng mà Đức Phật Thầy sai cho Đức Cố Quảng là cấm lại để cho tín đồ không ở đó. Ở đó là sợ gì? Sợ đá chài ra rồi là cái người tu hành đó là phải bị chịu trả quả. Nên Đức Thầy đó, Đức Phật Thầy chúng ta đó chỉ cho biết đã sắp xếp việc của chúng sanh, sắp xếp cho tất cả tín đồ để trở về một cái cảnh đó. Khi sau này đó khi có tiếng nổ rồi đó thì lúc đó trời Phật mới đưa mình về hết. Mà Đức Thầy cho biết nè, Đức Thầy cho biết sao là kiếm con hiền đức dắt về nơi cổ Phật Tây Phương an nhàn, hoặc là Phật tiên dẫn chuyển lọc lừa kiếm con hữu phước mà đưa trở về. Ôi khổ thảm bốn bề sống dậy, dùm lừng trời lửa cháy liên miên, tiêu điều sản vật điền duyên thần thông biến hóa dư miền trung ương, ngục môn đại quỷ vô thường giác hồn kẻ bảo mới diêm dân lực trừng. Như vậy là khi mà cái cảnh núi nó dở ra rồi đó, quý vị mình thấy đâu thật sân tiếng nổ. Khi đó tiếng nổ ra rồi thì cái người hiền được chư Phật đưa về đó. Nên ngài Bồ Tát Thanh Sĩ có một đoạn này, ngài nói đoạn này là sao? Phật liền chỉ vào cành bổ thọ, bỗng hiện ra tỷ quả thần lung, rất nên đẹp đẽ hình dung, hào quang ngũ sắc chớ cùng khắp nơi. Phật rằng chừng cả trời lửa cháy, núi ra cho sắc chảy thành bùng, tức thì tỷ quả thần lung hiện ra to lớn, bao trùm hiện nhân. Khỏi thiếu sắc trong vùng lửa đỏ, mát mẻ như hướng gió mùa thu,
những người bạo ác không tu đứng ngoài lòng phép dễ đâu được vào. Khắp bốn phía lửa ào phủ cháy, thân tiêu ra cho mạc tất thời. Phật rằng dầu rất từ bi nhưng không thể cứu vô nghị bất lương. Như vậy cái người bất lương không tu hành, không làm lành thì tất nhiên là coi như là Phật không cứu. Biết rằng Phật cứu là cứu người hiền, mà không phải Phật không thương cái người hung, nhưng mà tại vì cái nghiệp quả của người hung làm vậy thì Phật không thể nào cứu được. Tại vì do nó có lực nhân quả, Phật trời không có ban phước mà không có trừng phạt, nhưng mà do nơi nghiệp quả chúng sanh tạo ra thì chúng sanh phải gánh chịu mà thôi. Chứ Phật trời nào mà thưởng phạt, rồi Phật trời nào là gây quả cho chúng sanh, không có bao giờ. Nhưng mà đó là cái lực thiên đình nói như vậy. Làm lành thì còn, nếu làm dữ thì mất. Đó, nên ông Ba Thới ông nói một đoạn này, ông nói là còn một cuộc cột kèo xá dách, người không tu sạch bách hết trơn. Đó như gì là chúng ta thấy rõ là cái ý của ông Ba đã nói lên cho chúng ta thấy được cái lời của Phật đã dạy như vậy. Kính thưa toàn cỡ gì? Thất sơn tiếng nổ, quy cổ dư kim. Một tiếng nổ ra rồi, nên Ngài Bồ Tát Thanh Sĩ cho biết nè. Một đoạn như gì? Ngài nói là màn bí mật, non đài khi gián. Kẻ lành tâm sẽ đến mà xem, ngọc muôn màu kết tụ làm rèm, lầu dạng nóc ngó xem mọi mắt. Hương vô tận bay thơm nồng nặc, gót thần tiên nện khắp gần xa. Nơi đâu mà cũng có muôn hoa có hằng hà Đức Phật. Cảnh quý báo này trên mặt đất, đâu xa xôi nhân vật nghi ngờ. Hãy ráng tu sẽ được hưởng nhờ, ráng nghe kỹ lời ta, lời cơ mất trước. Như vậy thì cái màn bí mật non đài khi gián, tức là ý muốn nói là hiện nay trong ruột năm non đó có các đài. Có các đài mà cái núi nó úp lại, khi mà dở ra rồi đó, là quý vị đã nói, Bồ Tát và Phật có nói rồi đó, là lưu ly hộ phách mấy tòa đại cung dành cho kẻ lòng chung tránh trực mà. Quân cùng thần náo nước vui tươi, liên hoa đua nở nụ cười, rước tôi lương đóng chào người chân tu. Tức là khi dở cái nắp ra rồi, là có một tiếng nổ rồi, dở ra rồi đó, cái lưu ly hộ phách đầy, rồi các chư Phật, mà các chư Phật là đưa rước chúng sanh về đó. Cái người mà tu hiền mới được về đó, còn người không tu hiền thì không được gì đó nha quý vị. Nên đồng đạo hỏi rằng là tiếng thất sơn tiếng nổ quy cổ việt diệt kim, tức là cái trước khi mà quy cổ diệt kim, cái cảnh khổ ở tại cái vùng bãi núi quý vị mới thấy rất khủng khiếp và tai nạn, không thể nào cái người không tu mà còn được quý vị. Lớp nào nước dâng lửa cháy và lớp nào chiến tranh giặc giả mà Đức Thầy đã biết nào. Đức Thầy nói là sấm giang thì lộ bản vàng, chư nhu thế giới mới khắp tràn tới thi. Chữ thi gần chữ sầu bi, bị ham của báo ly kỳ máu rơi. Bị ham của báo tức là ở trong cái bãi núi là của báo. Mà Đức Thầy cho biết sao? Đức Thầy cho biết một đoạn đó là ô kim vàng ấy ngàn cân, dương gian muốn đổi lập thân cho tròn. Cho tròn tức là ở trong bãi núi là vàng, lưu ly, pha lê, sa cự, xích châu, mà não quý vị là bảy báo ở trong để dành cho, là dành cho kẻ lòng chung tránh trực. Ai là lòng chung tránh trực thì được còn sống để chúng ta được hưởng cái cảnh đời đó. Nên Đức Thầy vì thương chúng sanh, lo cho chúng sanh, muốn chúng sanh trở về mở cõi an lành sau này để hưởng được những cái phước báo vô cùng. Chớ chúng ta là khổ biết bao nhiêu tiền kiếp rồi. Từ vô thủy đến nay chúng ta lên lên xuống xuống biết bao nhiêu sự khổ não rất nhiều, mà kiếp này chúng ta sanh được người mà được gặp Phật tại thế là hiện để dạy cho chúng ta. Chúng ta có phước duyên rất nhiều, mà nếu chúng ta không tu thì từng đó, nếu không tu chừng khổ cũng ưng, đừng có trách sao không chỉ bảo. Như vậy thì mượn, Đức Thầy nói là mượn bút mực tiết lơ, tiết lộ lấy thiên cơ, truyền cho kẻ xa gần đều rõ biết, hầu ăn năn cải quá làm lành, còn kẻ chẳng tỉnh tâm sao đền tội, cũng chẳng trách Phật tiên sao không chỉ bảo. Như vậy Đức Thầy nói hết cho chúng ta hiểu một cảnh núi sau này đó, như vậy đó. Nên Ngài Thanh Sĩ, nên đồng đạo mới hỏi đoạn này, thất sơn tiếng nổ quy cổ diệt kim. Quy cổ là trở lại, diệt kim hiện tại là diệt hết. Đó, quý vị mà thấy không? Ngài Bồ Tát nó cho biết một đoạn này đó. Ngài không có nhắc lại cái lời của Thầy nói là sấm giang thì lộ bản vàng, chư nhu thì tức là cái người nước ngoài. Thế giới khắp tràn tới thi, tức là tới thi, tới giành giật đó, giành giật của báo mới ly kỳ. Thầy nói bị ham của báo mới ly kỳ máu rơi. Lúc đó là đánh với nhau để gì giành giật. Rồi lớp nào là khi sấm nổ ra rồi, ông Năm Chèo bật đầu vậy. Bật đầu vậy để sát phạt ai? Sát phạt những người hung. Đó, khi đó đâu có gì mà biết là khi đó mà ông Năm Chèo bật đầu rồi vậy đó. Ở trong cái bốn ông thẻ thì được, mà đi
trong bốn ông thẻ nó có bốn cái cửa tứ thiên dương, tức là bốn cửa trời. Tất cả những cái cửa đó có bốn cái cầu, bốn cái cầu. Nếu mà vô trong đó mà cái người có tu á, thì Phật thần đưa đến. Còn cái người không tu thấy cái cầu rất lớn mà rất là tốt đẹp mà đi tới thì chợt rớt xuống thì xấu, cộp hùng beo tai tượng nan thịt. Như vậy cái nhân nào thì cái quả đó đến giờ đó là trả hết. Chúng ta thấy đau thương vô cùng. Bây giờ không thấy nó không tin. Nhưng mà thầy nói nè, đừng ham nói nọ nói này, lặng yên coi thử điên này là ai. Cảm thương ông lão bán phai diệu dân chúng nắng chẳng nài nắng mưa. Tức là ý muốn nói là đức thầy của chúng ta không nài nắng mưa đi dạy cho chúng khắp nơi này và nơi nọ nơi kia, để cho chúng sanh thấy được và biết được, hiểu được cái sự đau khổ sau này của chúng sanh như vậy, để cố gắng lo tu hành, để làm đành đánh giữ sau này được gặp Phật gặp thầy. Cái ngày hồi Long Hoa tức là cái ngày ở tại thế nè, cái hồi Long Hoa tại thế chứ đâu có xa xắc gì đâu. Nên chúng ta biết rằng cái cảnh khổ nó còn nhiều lắm. Nên ngài Bồ Tát nói thêm một đoạn này, ngài nhắc lại cái lời của đức thầy nói đó. Đức thầy nói là chừng đó mới trời ở đất khởi mang khổ hình gì bởi chẳng tu ham vui quyền quý dạng ngu chữ sang danh vọng như mù đi đêm. Cái người giàu như mù đi đêm, tại giàu sang phú quý là lúc đó không còn gì nữa, không có còn gì nữa trơn. Rồi cái người chỉ còn có cái người hiền thôi quý vị. Nên ngài Bồ Tát nói cho một đoạn này, ngài nói là sợ e đến diệt u ơi, bốn phương yêu nghiệt trở về Nam Bang, gây nên một cuộc chiến tràn máu lên ống cẳng á, làm than muôn đời, thay thi chồng chất ngất trời, đó là quả gửi cho đời hạ quân. Sự tu nó ít phước dân, không mong sống được gặp cơn thái bình. Lời khuyên nam nữ khá tinh, để hầu khuya sớm giữ gìn cho xong. Chừng nào nghe tiếng trời long tức là cái tiếng sấm nổ đó, nhìn ra thì bãi quá công hết rồi. Biết đâu nay lỡ mai bồi, nay bồi mai lỡ vô hồi bi ai. Tức là một cái tiếng sấm nổ mà các quý vị có hỏi một đoạn đó là thất sơn tiếng nổ đó. Thì tiếng nổ là chúng ta thấy rằng đó là cái quy cổ là người xưa trở lại. Diệt kim tức là hiện tại, bị diệt thì tức là những cái cảnh khổ mà thầy cho biết là trời đã sắp đặt ly kỳ rồi đó. Đến ngày trả quá âm mì biết bao, quý vị thấy cái cảnh bây giờ đã hiện xảy ra quý vị, đó là để làm gì? Để cho chúng ta thấy là cái tiểu tam tai đó, để cho chúng sanh thấy lời tiên tri của ngài đã nói cho chúng ta biết trước. Nên ngài Thánh Sĩ nói một đoạn này, chừng thọ nạn á, tinh trời có mắt, bình thường xem mặt đất không ai, lúc nào cũng muốn dương quay người như thế ấy, đời này rất nhiều. Như vậy thì không tin trời, tin Phật thì sau này chúng ta phải chịu một cảnh khổ đó. Chúng tôi xin trả lời chú quý vị, cái cảnh tiên nông một sau này nè, ngài Thánh Sĩ luận một đoạn này. Ngài nói là, ngày mai vinh diệu lắm người ơi, nơi chốn năm non, quá tuyệt vời, rồng phụng nhẫn nhơ chân cảnh thượng, không còn lao nạn lắm trời ơi, lời đây phiên nhũ hết tình, nếu không trao sửa thì mình không nguy, nặng lời của đấng từ bi, ra đem lời thầy tổ ra đi phiên đời, đi nghe thì phải nhớ lời để về giữ vững cuộc đời thanh cao. Như vậy là đức thầy nói cho chúng ta biết thầy là Phật, đệ tử của thầy là ngài Thánh Sĩ Bồ Tát nói hết và chỉ dạy cho chúng ta để biết đường, để ráng sớm lo tu để sau này chúng ta hưởng được một đời vinh diệu vô cùng. Có 84 lời đại nguyện để cứu vớt chúng sanh. Nên hôm nay nếu chúng sanh nào muốn thoát khỏi cảnh khổ thì chúng ta phải ráng trì tâm tưởng niệm canh thâu, nằm đi đứng hay ngồi chẳng chấp. Kính thưa quý vị, nên qua lời chỉ dạy của đức thầy, chúng ta thấy rằng đó là cái phương pháp niệm Phật mà đức thầy có viết một cái đoạn như vậy. Đức thầy nói là mắt nhìn trần đỏ niệm Di Đà, nguyện giải thân này khỏi độ xa, muôn đạo hồng quang quay đức Phật, soi đường minh thiện đến Long Hoa. Tức là một cái câu này đó là chúng ta nghĩ rất là sâu xa về ý nghĩa. Nếu mà chúng ta nghĩ qua cái câu chỉ dạy của đức thầy để chúng ta thoát khỏi cái cõi ta bà này, nên như vậy thì chúng tôi xin hỏi ý, rực gợi rằng và nói những cái chỉ dạy của đức thầy. Đức thầy cho biết là mắt nhìn trần đỏ,
Tức là con mắt của chúng ta đó, nhục nhãn của chúng ta đó, nhìn trần đỏ, tức là cái trần đỏ tức là hướng chỉ cho là tam bảo. Cái tam bảo là mười phương chư Phật, tức là chiều nào chúng ta cũng đứng trước tam bảo để chúng ta bài nguyện rằng là Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Thập Phương Phật, Nam Mô Thập Phương Pháp, Nam Mô Thập Phương Tăng, Nam Mô Phật Tổ Phật Thầy Quang Thượng Đẳng Đại Thần, Chư Quang Cụ Thần, Chư Vị Sơn Thần, Chư Vị Năm Non Bảy Núi. Cảm ứng chứng minh, nay con nguyện cải hối ăn năn, làm lành lãnh giữ quy theo mấy ngày tu hiền theo Phật Đạo. Tức là tam bảo là mười phương chư Phật. Như vậy thì Đức Thầy nói tiếp rằng đó là mắt nhìn trần đỏ niệm Di Đà, nguyện giải thân này, nguyện giải cái thân này của chúng ta khỏi đọa xa. Nếu là chúng ta không đọa xa thì chúng ta không là chúng ta được đắc đạo. Tại vì chúng ta đã sống trong cái cảnh mê này mà được cái lời nguyện của mình niệm đến danh hiệu của Đức Phật A Di Đà thì chúng ta thoát khỏi được sanh tử luân hồi. Rồi muôn đạo hồng quang quay Đức Phật. Muôn đạo tức là cho một cái thầu quang của Đức Phật. Khi sôi ra đó, khi mà phát ra đó, quý vị biết rằng đó là cái chân mài của Đức Phật A-di-đà mà phóng ra rồi đó là 84.000 cái hào quang. Như vậy thì trong 84.000 cái hào quang đó, có một cái hào quang trong 48.000 hào quang đó là nó chiếu ra 84.000 hào quang khác. Như vậy thì hào quang chư Phật, mỗi cái 84.000 hào quang đó phóng ra biết là bao nhiêu cái hào quang như vậy. Như vậy thì hào quang quay Đức Phật soi đường minh thiện. Chữ soi đó là gọi thấy, gọi thấu, dẫn đường đến Long Hoa. Tức là chúng ta được cái công đức mà niệm Phật đó thì được Đức Phật A Di Đà phóng hào quang đưa chúng ta để về hội Long Hoa. Nếu mà nói về cái hội Long Hoa đó, chúng ta có xác định kỹ rằng cái hội Long Hoa Đức Thầy đã chỉ dạy cho ta chúng ta đó là cái hạng là thượng phẩm thượng sanh. Tại vì Đức Thầy dạy rất nhiều cho tất cả chúng sanh trong chính phẩm. Như vậy thì cái phẩm mà được giải thoát hiện tại đó, tại vì chúng sanh có nhiều căn cơ trình độ nên Đức Thầy dạy cho chúng ta trong cái bài này mà để chúng ta hiện kiếp, để chúng ta vãng sanh. Đức Thầy cho biết là lòng thương chúng thiết phương tịnh độ để dắt dìu tất cả chúng sinh, nếu như ai cố chí làm lành, chuyên niệm Phật cầu sanh Phật quốc, cả vũ trụ khắp cùng vạn vật, dầu tiên phàm, ma quỷ súc sanh, cứ nhất tâm tín nguyện phụng hành, được cứu cánh về nơi an dưỡng. Chỉ một kiếp Tây phương hồi hướng, thoát mê đồ chứ cuộc luân hồi. Như vậy thì cái câu này Đức Thầy của chúng ta chỉ dạy cho cái nhân duyên, cái tuổi cao hoặc là cái nhân duyên, cái kiếp của con người nó rất thấp. Nếu mà được như vậy, niệm được như vậy lời nguyên văn Đức Thầy chỉ dạy thì chúng ta được giải thoát. Cũng như ông Ký Giỏi mà ông niệm Phật đó, cái gì mình biết rằng ông niệm Phật trong biết trước trong 3 tháng ngày giải thoát của ông. Nhưng mà ông đi về cực lạc, tức là đi về cái chân linh. Cái chân linh của ông còn thân xác của ông mà bỏ lại đây. Đó là lời Đức Thầy chỉ dạy rất rõ ràng. Hệ nay thành tâm niệm Phật, niệm một được một niệm Phật thì lìa được một niệm chúng sanh. Mà niệm niệm Phật á, thì lìa tất cả niệm chúng sanh. Cho đến khi nhất tâm bất loạn, chừng ấy vọng niệm không còn nữa thì các tình dục không còn nảy sanh ra được. Niệm Phật là niệm cái bản lai thanh tịnh của chư Phật, cho lòng mình nương vào đó mà được chẳng còn trượt nhiễm cần trần ai. Cần tu thập thiện thì sự niệm mới có hiệu quả. Tu thập thiện diệt được thập ác, tức là tịnh được tam nghiệp. Như vậy thì chúng ta niệm Phật mà được thanh tịnh rồi, trí huệ sáng suốt rồi, nhất tâm rồi thì chúng ta được giải thoát trong kỳ này. Nhưng mà
cái ngày hội Long Hoa đó mà Đức Thầy và chúng ta chỉ dạy đó là cái bài này để chúng ta về dự hội Long Hoa. Mà nếu chúng ta về được Đức Phật, hào quang chư Phật đưa về để chúng ta dự được hội Long Hoa, đó là một cái túc duyên rất lớn. Tại vì cái hội Long Hoa mà chúng ta dự được đó là một cái hạng thượng phẩm thượng sanh. Mà cái ngày mà chúng ta được dự hội Long Hoa rồi đồng bay về Cực Lạc Một Đàn, thì tất nhiên chúng ta vừa bay về Cực Lạc mà bằng thân xác của chúng ta. Tại vì thân xác của chúng ta cái ngày hội Long Hoa Đức Thầy cho biết là cái ngày đó đổi hồn đổi xác rồi. Thầy nói sao? Thầy nói là chừng lập hội thì già quá trẻ, khắp hoàn cầu đổi xác thay hồn, Đức Ngọc Hoàng mở cửa thiên môn đặng ban thưởng Phật tiên cho thánh. Tức là chúng ta được về dự hội Long Hoa. Mà cái hội Long Hoa đó là một cái hội của một vị Phật lâm phàm để tế độ chúng sanh, để đưa tất cả chúng sanh về Cực Lạc. Kính thưa quý vị, chúng ta nhận định rằng từ xưa đến nay đó là mỗi một vị Phật lâm phàm, tức là một có cái hội, tức là một vị Phật Như Lai nào đã trở về đây, tức là có một cái tràng pháp, ba tràng pháp để thiết cho tất cả chúng sanh được đắc đạo. Mà được đắc đạo rồi thì đồng bay về Cực Lạc. Cũng như bây giờ trong cái kỳ hội Long Hoa này, ngài Thanh Sĩ cho biết rằng đó một đoạn là ngày kia có Phật ấy qua rước về Cực Lạc ngồi tòa kim liên, cõi ấy không não phiền đau khổ, tuổi sống lâu vô số vô biên, muốn chi thì được có liền, thân người nào cũng bằng sen quá thành. Cõi ấy rất trọn lành trọn tốt, cõi ấy không ai chết ai già, thường ngày có Đức Di Đà dùng thần thông quá hiện ra muôn hình, người nào cũng quanh mình đều sáng, ai cũng đều viên mãn thần thông, đường xa muôn dặm tây đông nhưng đi chỉ mất độ trong phút giờ. Người cõi ấy thường trưa mỗi bữa đi cúng dường Phật ở khắp nơi, đi về trong lúc ngọ thời, người nào cũng người nào cũng muốn kính lời Như Lai, nên ai cũng đồng giai Bồ Tát, không người nào xa lạc phàm phu, hạ nguyên kẻ phát tâm tu cầu về Cực Lạc là đầu nhập môn. Như vậy thì chúng ta được về hội Long Hoa là một cái nhân duyên rất lớn, là cái phẩm đó là phẩm thượng sanh quý vị. Nên chúng ta đồng bay về Cực Lạc đó là tất nhiên đó là bay vào thân xác và linh hồn thân tâm của chúng ta. Nên như vậy thì cái ngày đó là cái ngày của Phật thọ ký cho các vị đệ tử trong ba tràng pháp. Một là tiểu thừa, hai là trung thừa, ba là đại thừa. Nên như vậy thì phẩm đại thừa tức là Bồ Tát, trung thừa tức là Duyên Giác, là tiểu thừa tức là Thinh Văn. Như vậy là ba trường thuyết pháp là Đức Phật đã thọ ký, và tiếp tục Đức Phật đã thọ ký để cái dòng nói truyền, cái luân chuyển để nói chuyện trong cái chánh pháp là cho một vị nào đã sẽ có một cái vị kế ngôi để trở về đây, là tiếp tục như Đức Thích Ca Mâu Ni, ngài đã thọ ký cho Đức Di Lặc Tôn Phật trong thời kỳ này là phải là một vị Như Lai tại thế để cứu vớt chúng sinh, mà chúng ta được cái về hội Long Hoa đó là một cái nguyên, đó là một cái vinh dự lớn vô cùng cho chúng ta được trở về đó. Tức là cái hội của Phật mà chúng ta được về dự đó là một cái quý giá vô cùng. Cái hội đó chúng ta không phải đi đơn giản mà chúng ta phải đi bằng thần thông vô hội. Cái ngày vô hội đó gì? Mà ngài Thánh Sĩ cho biết rằng một đoạn này: ráng lo làm phước làm doan để mà dự được hội hàng Phật tiên. Có nhiều vị từ hoa sen hiện tới, có nhiều vị từ trong khối mây ra, trên hư không bỗng có nhà, rồi từ trong ấy mình đi ra nhiều ngày. Có vị từ trong cây mà xuống,
Có vị từ dưới đất chung lên, núi non lại quá lầu đền, nên lung chấp bổng mà biến thân thị thành. Trên trời hiện mây lành ngũ sắc, lại có luôn ca nhạc thần tiên. Mưa qua rơi xuống khắp miền, cúng dường các bậc mà thánh hiền mười phương. Hào quang chiếu các đường các nẻo, có mây lành phủ kéo khắp nơi. Phật tiên lộ vẻ vui cười, dung nhan đẹp đẽ gấp mười bông hoa. Do công đức hiện ra nhiều phép, sức biến thâu quỷ khí thần khinh. Linh ngoài sức tưởng tượng linh, qua phong ai dám địch kình nổi qua. Tức là cái hội Long Hoa đó là một cái hội của Phật à, đưa chúng ta về đó. Đức Phật thuyết pháp và Đức Phật đã thọ ký cho chúng ta được chứng quả. Chứng quả nào thì do nơi cái công hạnh của chúng ta tu tập trong thời kỳ này, chứ đâu phải là một cái hội Long Hoa là một cái hội rất là đơn giản đâu. Có nhiều người, người ta muốn về cực lạc. Đức Thầy cũng chỉ về cực lạc thẳng trong cái kiếp này, mà chúng ta bay về chân linh, đi về bằng chân linh mà bỏ xác. Còn cái hội Long Hoa tức là chúng ta đi bằng xác và cái chân linh bay về cùng với Đức Phật A Di Đà. Đó là cái phương pháp thượng phẩm thượng sanh. À, kính thưa quý vị, nên mỗi một cái hội đó, bây giờ nếu mà quý vị có đắc đạo trước về cực lạc, cái ngày đó đó các vị cũng phải trở lại để được Đức Phật Di Lặc, Tôn Phật Thọ Ký, Đức Phật A Di Đà ngài còn phải đến, các vị Phật Thánh Tiên đều đến dự. À, quý vị mình biết rằng cái hội này đó là cái hội của Phật, mỗi một vị Phật Như Lai là có một một hội mà thiết ba tràng pháp. Nó nên ngài Thánh Sĩ nhắc lại cho chúng ta biết một đoạn này. Ngày kia bảy bữa âm u, ơn nhờ tiên Phật chân du cứu mình. Rừng xanh hội yến linh đình, vui chi hơn được dựa mình hùng lan. Ti lòi thú ở rừng quang, ngày sau còn được một đàn hiền lương. Lạ thai thú vật chọn đường, người không lựa nẻo thảm thương muôn nghìn. Ai ơi hãy ráng sửa mình, đừng nên bỏ dở khổ sinh dạng đời. Hồng quang Đức Phật chói ngời, ba trường thuyết pháp độ người ngàn muôn. Quý vị mình biết ba trường thuyết pháp là độ từ tùy theo trình độ căn cơ mà chúng ta đang thực tế hiện nay đang hành. Cái phương pháp nào mà là thầy Đức Phật đã thuyết pháp tùy theo trình độ, ngài đã biết đắc đạo từ thượng phẩm, trung phẩm cho đến hạ phẩm. Như vậy thì Đức Thầy của chúng ta đã chỉ dạy trong chín phẩm. Một là thượng phẩm đó, Đức Thầy đã chỉ dạy, chúng tôi đã nhắc nhở rồi, cho đến trung phẩm đó, Đức Thầy chỉ dạy một đoạn này. Thầy nói là ráng trì tâm tưởng Đức Thầy cho biết một đoạn là niệm Phật ráng niệm cho rành, niệm Di Đà ráng niệm cho rành thì mới được sống coi tiên thánh. Tức là cái bậc này đó là cái bậc trung phẩm. Còn đến cái bậc hạ phẩm đó, Đức Thầy chỉ dạy là Đức Diêm Chúa yêu người hiền thảo, trọng những ai biết niệm Di Đà, lại được gần bệ ngọc Long Sa, coi chư quốc tranh giành châu báu. Như vậy thì Đức Thầy của chúng ta dạy cho tất cả nhân sanh trong là phẩm thượng, phẩm trung và phẩm hạ của trong cái chính phẩm. Trong cái chính phẩm mà ao sen thất bảo, Đức Thầy đã dạy hết, chứ không phải là không dạy cho chúng sanh. Tùy theo trình độ căn cơ của mọi vị, mọi ngôi là trở về đó là chúng ta được sẵn vì ngôi gần phân thượng hạ, khỏi khổ câu quán ghé gặp nhau. Thân tâm thì thường trụ hết rạc rào, chất thô trượt tiêu tan mất cả. Cõi tịnh độ lắm điều thanh nhã, khỏi buồn rầu lo sợ chẳng còn. Chốn ta bà tim lụng dầu mòn, thân tứ đại của người cũng thế. Nên Đức Thầy nhắc nhở là mau thức tỉnh tu thân kẻo trễ, đến tội rồi mới hối muộn màng. Chi cho bằng ta sớm lo toan, dình cho được cái trọng Phật. Đến lâm chung quả lành đâu mất, cõi Tây Phương chư Phật đợi chờ. Tất nhiên trong cái đời cảnh khổ này, Đức Thầy đã diễn biến chỉ dạy cho chúng ta nhiều cái cảnh khổ mà chúng sanh phải trả quả. Nên chúng ta ráng trì tâm tưởng niệm canh thông, mà Thầy cho biết là nằm đi đứng hay ngồi chẳng chấp. Như vậy thì quý vị mình biết rằng là Đức Phật A Di Đà có 13 cái danh hiệu, mà 13 danh hiệu là hào quang của ngài chúng ta không thể nào hết được. Đó, thứ nhất đó
là vô lượng thọ, hai là vô lượng quang, vô biên quang, vô biên quang, vô ngại quang và vô đối quang, rồi diệm dương quang, rồi thanh tịnh quang, quang hỷ quang, rồi trí huệ quang, bất đoạn quang, rồi nan tư quang, cho đến là vô xưng quang và cho đến là siêu nhật nguyệt quang. Tức là Ngài có 13 cái danh hiệu hào quang của Ngài, để chúng tôi phân rõ từ chi tiết quý vị nghe. Vô lượng thọ, nếu chúng ta niệm Phật được thanh tịnh thì chúng ta được về cực lạc, tức là cái tuổi của chúng ta sống ngang với Đức Phật A-di-đà. Vô lượng quang, tức là vô lượng, không có thể mình đếm đến cái hào quang của Đức Phật A-di-đà hết. Vô lượng quang, tức là hào quang của Ngài phóng ra khắp cùng toàn cả. Vô lượng quang, vô biên quang, tức là cái vô biên quang hào quang của Ngài đó, là nơi nào Ngài, cái hào quang của Ngài đều đến hết tất cả. Vô lượng quang, vô biên quang, vô ngại quang, tức là cái hào quang không có ngại ngùng, nơi địa ngục hoặc là nơi chỗ nào hào quang cũng đều phóng hết tới hết tất cả đối với chúng sanh. Vô ngại quang, vô đối quang, tức là không có cái hào quang nào mà không có cái ánh sáng nào mà đối ngược đối lại với vấn đề cái hào quang của chư Phật. Cái hào quang của chư Phật sáng rất là sáng vô cùng, không thể nào chúng ta đếm lường được. Rồi cho đến thanh tịnh quang, chúng ta niệm Phật biết rồi đó là chúng ta được tâm thanh tịnh. Tại vì tâm của chúng ta đó, quý vị biết rằng nó niệm phàm rất nhiều, niệm phàm rất nhiều, cái vọng niệm của chúng ta đó niệm thế trần, nên cái tâm của chúng ta không được thanh tịnh. Mà chúng ta niệm được danh hiệu của Đức Phật rồi thì tâm của chúng ta càng sáng suốt, càng thanh tịnh. Như vậy thì cái hào quang của Ngài đó là hộ chiếu cho chúng ta đó là được thanh tịnh và sáng suốt. Và cho đến là quang hỷ quang, khi chúng ta niệm Phật rồi, chúng ta không còn nghĩ cái cảnh đời thế gian nữa, chứ cứ trì tâm niệm Phật thì cái tâm của chúng ta được rất là vui vẻ và quang hỷ. Mà Đức Thầy đã chỉ dạy là sao? Ngài chỉ dạy rằng một câu như vậy là là một đoạn là là quan hỷ, tánh thần lương vẻ mặt vui tươi, vậy mới đáng tín đồ Phật giáo. Nay ta đã quy y cầu đạo, gây gỗ là trái thiết từ bi. Tức là chúng ta niệm Phật riết rồi, tâm của chúng ta rất là quan hỷ, rất là quan hỷ, vui vẻ vô cùng. Lúc nào tâm của chúng ta được an nhàn hết, không có khi nào mà tâm chúng ta là nó rối cuồng hoặc là nó tham, nó sân, nó si được. Tại vì chúng ta không còn niệm danh lợi thế gian, tức là không còn tham, không còn sân, không còn si, tức là chúng ta niệm riết rồi thì tâm của chúng ta được quang hỷ. Cho đến trí huệ quang, tức là cái trí huệ của mình đó, là nó không sáng suốt, nên chúng ta niệm riết rồi đó, cái là cái tâm của chúng ta được, là trí huệ của chúng ta được sáng suốt cái gì, mà được cái hào quang của Phật soi thấu vào thân tâm của chúng ta thì chúng ta được có trí huệ quá vô cùng, không thể nào nói đến hết những ý nghĩa. Cho đến bất đoạn quang, tức là cái hào quang của chư Phật đó soi thấp chúng ta là không có lúc nào ngừng mé hết, tức là hào quang chiếu khắp cả mọi nơi, nơi nào cũng đều chiếu hết. Bất đoạn quang là không có ngắn được, không có rời được, tức là hào quang chiếu rực rỡ luôn. Nà, cho đến nan tư quang, chúng ta không có ngại nghi chỗ nào hết. Hào quang của chư Phật, nếu chúng ta niệm đến rồi, cái hào quang của chư Phật soi thấu phân thân tâm của chúng ta. Cho đến là gì? Cho đến là vô xưng quang. Vô xưng quang tức là không có cái hào quang nào bằng cái hào quang của chư Phật hết, rất là sáng suốt vô cùng vô biên. Cho đến là quang hỷ quang, tức là quang hỷ quang, tức là cái niệm Phật riết rồi đó không có. Rồi vô xưng quang cho đến là siêu nhật nguyệt quang. Siêu nhật nguyệt quang tức là cái ánh sáng hào quang của chư Phật, mặt trời mặt trăng không bằng cái hào quang của chư Phật. Siêu nhật nguyệt quang tức là ánh sáng của hào quang chư Phật chói
chiếu khắp tất cả mười phương chư Phật, mà Đức Thầy cho biết rằng một đoạn này: hào quang chư Phật gọi mười phương, đạo pháp xem qua chớ gọi thường, chuyên chú nghĩ si từng nét dấu, cố công gìn giữ tánh thần lương. Như vậy thì chúng ta niệm đến danh hiệu của Ngài rồi, chúng ta được cái hào quang rất là sáng suốt. Mà Ngài Bồ Tát Thanh Sĩ cho biết rằng đó, con người đã có hào quang sáng rực, bị mê si che phước từ lâu, tinh thần cần phải nhiếp thâu, mê si hết được ánh màu sáng ra. Như vậy thì chúng ta vẫn có cái hào quang rực rỡ như vậy, mà tại vì chúng ta mê si nên Đức Thầy của chúng ta chỉ dạy chúng ta niệm Phật để diệt những cái mê si. Diệt mê si phải nương thiền giác, muôn việc làm tránh trực khôn ngoan, đừng bả đâu tin bướng nghe càng, làm ngu muội đọa thân uổng kiếp. Như vậy thì tại chúng ta mê si nên nó mất đi cái hào quang chư Phật, nên chư Phật chỉ dạy chúng ta cố gắng lo niệm Phật, đem Phật ráng tu, đem được Phật vào trong tâm. Vì trong tâm của chúng ta nó có Phật chứ không phải là không có, nhưng mà tâm của chúng ta vì động tịnh quá, động đại nên á, qua lời Ngài Thanh Sĩ chỉ dạy, qua cái bài pháp của Đức Phật cho biết rằng đó là lời Phật, qua bài pháp của Đức Phật cho biết rằng đó là: từ thạch năng hút sắc, ngại vật khó giao bôi, Phật cùng tâm vốn một, dụng niệm cách làm đôi, khi trừ xong ngại vật, từ thạch liền hút sắc, dụng niệm dứt đi rồi, Phật cùng tâm vốn một, Phật cùng tâm thống nhất. Lời Phật kệ tai nghe vừa dứt, bỗng nhiên lòng sáng rực thêm ra. Thế là giữa Phật cùng ta cách nhau vì vọng, gần là vì chân. Vọng ấy tức là trần tâm vọng, chân kia tức là bổn lai chân. Thế là trong sát tạm trần, há không di ẩn Phật thân không là. Liền cúi mặt thưa qua cùng Phật, thế theo lời kệ mật vừa qua, chúng sanh cõi ta bà, trí ngu gì có thể là Phật ư? Phật rằng đúng như thế ấy, khắp 3000 thế giới chúng sanh, vọng tâm khi được tịnh thanh, trí ngu liền đều có thể thành Phật ngay. Tức là chúng ta vọng tâm của chúng ta dứt thì đều được đắc đạo gì. Đó là cái bài kệ của Đức Phật đã chỉ dạy cho khắp cả chúng sanh, mà Ngài Thánh Sĩ đã nhắc lại cho chúng ta biết rằng một đoạn như thế. Ngài còn nói rằng đó, ta còn quên một điều Phật dạy: nếu có người trai gái cõi trần, trước khi đổi vật đổi nhân, chỉ trong một phút, không cần chi lâu, ngồi hoặc đứng cách nào cũng được, chắp tay và ngó thẳng phương Tây, lòng không móng việc đó đây, A-di-đà Phật, niệm rài một câu, thì cũng được nặng sầu thoát khỏi. Nhờ hào quang Phật gọi vào thân, tiêu ma tiêu cát chứng trần, khác nào cổ úa mười phần cháy qua. Chỉ một niệm cũng là khỏi khổ, huống chi là niệm đặng dài lâu, dầu cho muôn thảm ngàn sầu cũng tan mất cả như bầu không trung. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái một niệm, được một niệm Phật thanh tịnh rồi là trí huệ chúng ta sáng suốt vô cùng. Ngồi chú niệm Di Đà Phật Tổ, tại vì chúng ta không trì tâm, không trì tâm tưởng niệm canh thâu. Nếu mà chúng ta trì tâm tưởng niệm canh thâu rồi, tâm của chúng ta rất là an lạc. Thì quý vị cố gắng làm theo lời chỉ dạy của Đức Thầy của chúng ta và Ngài Bồ Tát Thánh Sĩ. Ngồi chú niệm Di Đà Phật Tổ, không riêng cầu tịnh độ siêu sanh, mà còn cầu Phật giúp mình ngọn đèn thần tuệ sớm minh trong lòng. Ngày sáu khắc vẫn không quên Phật, đêm năm canh thường nhắc Di Đà Phật trong lòng chẳng rời xa, có Ngài Phật đến giúp ta vừa lòng. Phải thành khẩn từ trong tim não, chớ lương khương lỡ đạo lỡ đời, tu thì tu phải đến nơi, nguyện thì nguyện được như lời mới ưng. Tức là trước khi chúng ta vào niệm Phật, chúng ta phải tập trung là gom hết những cái sáu căn của chúng ta trở lại đó. Mà con người vẫn có cái hào quang sáng rực, mà tại vì chúng ta không trì tâm, chúng ta không cố gắng lo hành đạo. Ngọc nhờ lao, ngọc mới sáng ngời, kim mài dũa, kim kia mới bén.
Chúng ta có ngọc ngà trong thân tâm của chúng ta rất nhiều, mà tại vì chúng ta đã bỏ quên. Nên ngài Thanh Sĩ cho biết một đoạn này. Ngọc hãy ráng trù mài mới sáng, tu không cố gắng chẳng thành. Trong tâm khi được chọn lành, tất nhiên trí huệ nơi mình hiện ra. Nên như vậy thì chúng ta cố gắng lo niệm Phật thì trí huệ của chúng ta sáng suốt. Ngài cho biết một đoạn như thế này, ngài cho biết là một đoạn là muốn thấy Phật mình, muốn thấy được mình vàng hực hở, khi tham thiền đừng có phóng tâm, trong lòng càng lặng càng thâm, mình vàng càng thấy lần lần hiện ra. Các ma nghiệp gian xa bổn thể, các nhiễm ô sạch sẽ trong lòng, bỗng nhiên thấy nhẹ như không, cõi nào muốn đến tùy lòng tự do. Con ơi, hãy nhắc cho người biết, hãy ráng tu các gì kể trên, Tây phương cực lạc được lên, sẽ ngồi, sẽ cùng chư Phật ngồi chung liên đài. Mình được vượt ra ngoài sanh tử, thì mẹ cha cũng khỏi luân hồi, muốn đền chữ hiếu cho rồi, ráng tu thành đạo, cứu đời mẹ cha. Dầu mỏi mệt, cũng là gắn gỗ, dầu khó khăn cũng chớ nặng lòng. Ráng bồi đức lập công, đường về tịnh độ lòng không đổi dời. Như vậy thì chúng ta cố gắng lo hành đạo, trì tâm niệm Phật, thì chúng ta phải đạt được cái mục đích rất là cao siêu. Tại vì chúng ta niệm đầu thì Phật đuôi ma, đuôi ma đầu Phật, lộn ra đủ hình. Niệm như thế uổng công trình, sẽ không sẽ được kết tinh như lòng. Như cây nai nhổ mây trồng, thì không ra được trái bông mà dùng. Chúng ta niệm Phật, một niệm Phật mà 10 niệm ma, thì chúng ta không đạt được cái lý cao siêu của lời Đức Thầy chỉ dạy của Ngài Bồ Tát hướng dẫn cho chúng ta. Để chúng ta phải cố gắng, dầu mệt mỏi cũng là gán gỗ, dầu chúng ta làm việc chi nhiều thì chúng ta cũng nên phải cố gắng. Ngài nhắc nhở cho chúng ta một đoạn như thế này. Ngài mới cho biết rằng một đoạn này, mật ý bảo rằng dù đa sự phải thầm ghi 6 chữ Di Đà, niệm Phật tâm chẳng phút nào xa, tức không chỗ để tại khởi. Cứ một niệm cầm lòng đi tới, Phật Tây Phương sẽ gọi đến tên, chốn liên đài sen báo nở lên, khi mãn kiếp ngồi trên chính phẩm. Đức Thầy của chúng ta chỉ dạy, và Ngài Thánh Sĩ chỉ dạy chúng ta trong cái kiếp này là tu được giải thoát. Giải thoát. Còn nếu mà cái nhân duyên của chúng ta được về hội Long Hoa là một cái sự quý báu, là tất nhiên là cũng là thượng phẩm thượng sanh. Là quý vị chúng ta thấy rằng là Đức Thầy và Ngài Thánh Sĩ Bồ Tát chỉ dạy cho chúng ta rất là rõ ràng. Ngài còn nói thêm nữa là gì? Ngài nói là bụi trần ti bao phủ, son sắc vẫn một lòng, mây qua trăng lại tỏ, sóng biển lặng quần trong, A Di không nữa tưởng, Đà Phật vẫn hằng mong. Muốn sanh về cực lạc, chẳng thích ở trần hồng. Chúng được phát tâm như thế, chúng sanh đó thành công. Tất nhiên là chỉ dạy cho chúng ta rất là rõ ràng. Là muốn chúng ta về cực lạc được, thì các ngài đưa về chúng ta, đưa cho chúng ta về được. Mà tại vì chúng ta còn niệm phàm rất nhiều, nên niệm phàm rất nhiều chúng ta không được nhất tâm được. Tại vì mình xa với Phật là tại vọng niệm của chúng ta. Nên Ngài Thanh Sĩ cho biết một đoạn này nữa. Ngài nói rằng đó là Phật tại tâm, ngày tháng có luôn. Phật trong tâm nếu người buông thì là người cũng mất luôn Phật ngoài. Phật tâm nội thay thì nước ngoài trong liền hòa. Ngài cho biết rằng là khi dọn dẹp lòng ta trống trải, tất nhiên là sẽ thấy Phật ngay. Như trời gió thổi hết mây thì liền thấy mặt, thấy được mặt mày cung trăng. Nên thánh nhân biết là thiên nhan hữu thủy, thiên nhan nguyệt, dạng lý do dân, dạng lý thiên. Ngàn sông có nước thì trăng đều rọi, mà dạng dặm không mây thì thấy được trời. Tất nhiên là không có mây án thì chúng ta thấy được mặt trời. Như vậy là tâm của chúng ta không vọng rồi, tâm của chúng ta sáng suốt. Nên Ngài còn cho biết rằng một đoạn là không thấy Phật vì ngăn giác tục,
Chớ Phật đâu có lúc nào không. Một khi giác tục khóa xong thì người sẽ thấy Phật đông vô cùng. Như vậy thì cái giác tục là cái phàm của chúng ta, mà niệm phàm nhiều thì chúng ta không đã không được sáng suốt. Nên chúng ta phải cố sáng suốt. Mà Ngài còn nhắc như thêm một đoạn như vậy cho chúng ta biết là chúng ta tu tại thế mà đắc luôn tại thế. Một đoạn như thế. Ngài nói là sao? Ngài nói là chạy trời không khỏi tử quy, trăm mô ngàn kế làm gì với ai, đâu bằng niệm Phật ăn chay cầu về cực lạc hết ngày tầm lưng. Sanh tiền làm phước làm nhân, tất nhiên tử hậu quả trần hết đi. Giống lành hôm sớm lo gieo, thì là hoa phước được treo đầy nhà. Nhớ câu nhất cú Di Đà, tâm vô biệt niệm tức là quỷ tây. Tuy là ở chốn trần ai, như trên cụ phẩm đương đài có tên. Mãn phần thì được bước lên, đồng hàng chư Phật lâu bền ăn vui. Khắp nơi sen báo nặc mùi, thân sen cho đến chỗ ngồi cũng sen. Hào quang thay thế chân đèn, thần thông thay thế tàu thuyền ngựa xe. Pháp màu khi muốn được nghe, chuyện chi khi muốn thì là có ngay. Không già, không chết, không phai, không người lao khổ, không ai luân hồi. Không làm sao kể hết lời những điều màu nhiệm ở nơi cõi này. Tất nhiên là cái câu niệm Phật của chúng ta được thanh tịnh mà trí huệ sáng suốt rồi, chúng ta sẽ thấy thẳng, cứ một đường thẳng bẳng mà mê, ôi chừng đó mới là màu nhiệm. Đường đạo diệu chúng dân ráng kiếm, trễ thời kỳ khó gặp đặng ta. Như vậy thì cái câu niệm Phật của chúng ta mà được khởi ra rồi, mười phương chư Phật nghe rành như văn. Đó, như vậy thì Ngài cho biết rằng đó là sao? Ngài nói là pháp cao người có nổi hành, thì là niệm Phật làm lành cũng nên, không cần phải niệm to lên, niệm thầm trong dạ đừng quên cũng thành. Trong tâm khởi một niệm sanh, mười phương chư Phật nghe gành như gian. Chớ nghi Phật ở Tây Phương, cũng nghe thấu tiếng giá gian trong lòng. Phật nào cũng có lục thông, ngồi xa cũng biết rõ lòng chúng sanh. Lo mình niệm Phật không rành, đừng lo Phật ở xa mình không hay. Nhất tâm cầu đạo Như Lai, Phật trong được rõ, Phật ngoài đều thông. Nam mô sáu chữ thành lòng, có ngài sẽ được sáu thông tại trần. Tất nhiên chúng ta niệm Phật được là đắc đạo tại thế quý vị. Nại vì chúng ta thờ ơ quá, chúng ta không trì tâm, không trì tâm từng niệm canh thấu mà thầy đã dạy. Nằm đi đứng hay ngồi chẳng chấp, thầy đâu có chấp vấn đề, ở đâu niệm Phật cũng được hết. Nên chúng ta phải cố gắng lời chỉ dạy đức thầy, thì chúng ta thấy cái màu nhiệm hiện tại thế gian. Mà tại vì chúng ta không thấy màu nhiệm là do nó chúng ta còn vọng động quá nhiều. Niệm phàm thì rất nhiều mà niệm Phật thì rất ít. Nên khi được trọn lành trọn sáng, khi chúng ta được trọn lành trọn sáng rồi, lúc đó là chúng ta mới thấy được cái quả của chúng ta rất là cao, rất là sáng suốt vô cùng. Đó, kính thưa quý vị. Nên đức thầy của chúng ta chỉ dạy rất rõ ràng về minh bạch, và Bồ Tát Thanh Sĩ cũng hướng dẫn và nhắc nhở cái lời pháp dạy của đức thầy của chúng ta. Ngài đã nhắc nhở và nói rành để cho chúng sanh biết được, để chúng ta giác ngộ và tu hành cho kịp kỳ long hoa khai mở, kiến diện Đức Phật Đức Thầy trong ngày trợ góp. Như vậy là cái câu niệm Phật của đức thầy chỉ dạy là mắt tất cả, để chúng ta ráng niệm danh hiệu của Đức Phật và được Đức Phật đưa rước chúng ta về cõi cực lạc, để chúng ta khỏi còn đau khổ sống trong biển mê sông khổ này nữa. Vậy chúng tôi xin có đôi lời để nhắc nhở cùng nhau, để chúng tôi và cùng các quý vị chúng ta phải hành trì pháp môn tịnh độ, là một cái hành pháp môn tịnh độ rất là cao siêu trong cái hạng môn mạt pháp này. Mà Ngài Thanh Sĩ cho biết là trong đời mạt pháp này đó, 84.000 pháp vào thời kỳ mạt kiếp chỉ niệm dễ tu có một môn niệm A Di Đà Phật, mọi tội lỗi tiêu tan, những vọng tâm biến mất, niệm Phật một lòng thành được sanh về Phật quốc. Như vậy là Ngài nhắc nhở cho chúng ta, thì mong cầu cố gắng chư đồng đạo của chúng ta cố gắng hy sinh để làm tròn cái bổn phận, mình không có hổ thẹn cho cái thân tâm của chúng ta và cụ huyện thất tổ của chúng ta, mà sanh được làm người là mai môn thở. Chúng tôi xin kính chào quý vị và xin chúc cho quý vị và cùng chúng tôi được tinh tấn tu hành cho kịp kỳ long hoa khai mở, kiến diện Đức Phật Đức Thầy trong ngày trở gót. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
chú và chị để quá hay.